điểm tin nóng trong ngày cập nhật nhanh, nắm chọn tình hình. Cựu chuyên gia, nhà quản lý hàng đầu về hàng không vũ trụ Robert Kelly Orberg đã ngồi vào ghế nóng tổng giám đốc điều hành của hãng Boeing được hơn 2 tháng với sứ mệnh duy nhất, khôi phục danh tiếng cho biểu tượng sản xuất của nước Mỹ. Nhưng giữa muôn vàn thách thức được ví như một vòng luẩn quẩn bất tận mà hãng này đang phải đối mặt, liệu Kelly Orberg có thể làm nên kỳ tích? Ông Zelensky, Ukraine cần hạt nhân hoặc NATO để tồn tại. Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 17 tháng 10 tuyên bố đất nước của ông có thể tự bảo vệ mình bằng cách trở thành quốc gia hạt nhân hoặc thành viên của NATO. Phát biểu họp báo sau khi quảng bá kế hoạch chiến thắng của mình trong cuộc chiến với Nga cho những quan chức châu Âu, Tổng thống Zelensky gợi ý rằng Ukraine sẽ cần vũ khí hạt nhân nếu không được chấp nhận vào NATO. Quốc gia lớn nào, quốc gia hạt nhân nào đã phải chịu đựng tất cả ư? Không, chỉ có Ukraine. Ông Zelensky nói, ám chỉ đến những quốc gia ký kết bản ghi nhớ Budapest năm 1994. Thỏa thuận này liên quan đến việc Mỹ, Anh và Nga đưa ra những đảm bảo an ninh cho Kiev để đổi lấy việc loại bỏ vũ khí hạt nhân Xô Viết khỏi lãnh thổ Ukraine. Sự xuất hiện vũ khí hạt nhân ở Ukraine sẽ là một sai lầm lớn của phương Tây. Ông Vladimir Rogov, Chủ tịch Ủy ban về các vấn đề chủ quyền, đồng Chủ tịch Hội đồng Điều phối Hội nhập các khu vực mới của Phòng Công cộng Liên bang Nga nhận định. Trước đó, báo Bild dẫn lời quan chức Ukraine làm việc trong lĩnh vực mua sắm vũ khí cho biết, nếu phương Tây từ chối chấp nhận Ukraine gia nhập NATO, thì trong vòng vài tuần, nước này có thể thiết kế chế tạo vũ khí hạt nhân để sử dụng chống lại quân đội Nga. Phanh phui vụ biển thủ trong ngành quốc phòng Nga. Trang mạng quân sự của Nga ngày 17 tháng 10 cho biết, các cơ quan chức năng nước này đang điều tra cáo buộc tham nhũng đối với một số nhân viên cấp cao của Viện Kỹ thuật Vô tuyến mang tên Viện sĩ IELMIS, một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực quốc phòng của Nga. Ủy ban điều tra Liên bang Nga đã khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo quy mô đặc biệt lớn đối với Giám đốc điều hành Bộ phận Giải pháp Quốc phòng Vyacheslav Lobusko và Phó Tổng Công trình Sư Vladimir Finkelstein. Cả hai bị cáo buộc đã biện thủ hơn 130 triệu rúp, khoảng 1,3 triệu USD trong quá trình thực hiện một hợp đồng quốc phòng. Số lượng quân nhân Ukraine ngày càng giảm với làn sóng đào ngũ và tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, Kiev vẫn kiên quyết bám víu vào chiến lược đánh đổi lãnh thổ để bào mòn quân Nga, mong muốn một ngày có thể đảo ngược tình thế. Liệu Ukraine có thể đứng vững trong cơn bão này trong khi Nga chuyển mình theo chiến lược mới? Cuộc chiến này sẽ kéo dài bao lâu nữa? Và điều gì đang chờ đợi Ukraine phía trước?